Xin chào các bạn, đây là chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Trong chuyên mục Trích đọc hôm nay, Nhã Nam mời bạn lắng nghe một chương trong tác phẩm Làm sao học hết được nhân sinh của thiền sư Pom Niun. Với những bài giảng xúc tích, dung dị, đôi khi không kém phần dí dỏm của thiền sư Pom Niun sẽ gửi đến bạn, người đang quay cuồng giữa các hệ giá trị liên tục biến đổi của xã hội hiện đại, lời giải đáp vừa ân cần lại vừa thực tế cho câu hỏi mình có đang sống tốt không, mà ai ai cũng từng ít nhất một lần trăn trở trong đời. Một cuốn sách không chỉ vỗ về tâm hồn bạn đang tổn thương, mà còn thức tỉnh tâm trí bạn vẫn còn mù mờ. Kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 2013, Làm sao học hết được nhân sinh đã nhiều tuần đứng đầu trong danh sách sách bán chạy và liên tục nằm trong top 10 sách Phật giáo được nhiều người đọc nhất tại Hàn Quốc. Sau đây, mời các bạn chú ý lắng nghe. Nếu ai cũng kết hôn thì không kết hôn sẽ là có tội. Dù là ở tuổi 20, 30 hay 40, nếu là người chưa kết hôn thì đều sẽ mang trong mình những băn khoăn và tưởng tượng nhất định về hôn nhân. Một cô gái hơn 30 tuổi đã hỏi tôi như thế này: chẳng biết kết hôn xong cuộc sống sẽ như thế nào, nên tôi cứ trăn trở mãi chuyện có nên kết hôn hay không. Tôi hỏi xem cô ấy đã có đối tượng kết hôn chưa. Vẫn chưa có ai ạ. Vẫn chưa có đối tượng kết hôn mà đã vội lo lắng về chuyện kết hôn sao? Liệu có ai muốn vui vẻ ở bên một người chưa gì đã suốt ngày lo lắng và buồn phiền vì một chuyện còn đang ở thì tương lai chứ? Một người phụ nữ khác than thở với tôi chuyện mình muốn kết hôn nhưng lại chưa gặp được người đàn ông phù hợp. Lúc này hãy đặc biệt lưu ý, nếu vì mau chóng muốn kết hôn mà hấp tấp bắt lấy một người thì thứ nhất, coi chừng bắt lầm đối tượng. Thứ hai, cẩn thận không khéo đối phương lại toát mồ hôi tìm cách tháo chạy trước áp lực hôn nhân bạn tạo ra cho người ta đấy. Quá nóng vội và ám ảnh với chuyện kết hôn nhiều khi sẽ làm hỏng việc. Không phải trong thế giới hiện nay sống một mình vẫn rất tốt sao? Khi ở một mình chỉ cần nghĩ ở một mình cũng thích nhỉ, và sống thật vui vẻ là được. Sống thoải mái, lúc nào cũng mỉm cười thì ai cũng sẽ quý mến bạn. Như vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện một người thực lòng yêu thích và muốn chung sống với bạn đến hết đời. Vì vậy, đừng quá lo lắng về chuyện kết hôn và cũng chẳng cần phải đặt ra một thời hạn cho việc đó. Kết hôn không phải là chuyện bạn có thể tự mình quyết định được. Nếu quá đặt nặng chuyện hôn nhân, cuộc sống của bạn sẽ u ám một cách vô nghĩa. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi tâm sự với tôi rằng cô thấy bản thân thật thảm hại vì đến tuổi này rồi mà vẫn chưa thể kết hôn. Cứ kết hôn thì là người đàng hoàng, không kết hôn thì là kẻ thảm hại sao? Tôi đã hơn 60 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, nhưng tôi đâu có thấy bản thân mình thảm hại và cũng chẳng băn khoăn gì về chuyện ấy. Bạn còn trẻ hơn tôi, tại sao bạn lại thấy mình thảm hại? Ấy là vì bạn đã nhìn bản thân một cách tiêu cực và tự cho mình là kẻ thất bại. Nếu nghĩ rằng đã 60 rồi mà mình vẫn chưa kết hôn nổi, tôi sẽ là kẻ thua kém trong cuộc sống. Nhưng nếu nghĩ tôi đã kiên trì không thèm kết hôn dù đã ngoài 60 thì tôi sẽ là người chiến thắng. Vì thế, hãy nghĩ rằng dù tất cả mọi người đều đã kết hôn nhưng mình vẫn kiên trì và không thèm kết hôn ngay cả khi đã ngoài 40. Như vậy, bạn cũng sẽ trở thành người chiến thắng. Chưa kết hôn khi đã ngoài 40 không phải là chuyện tốt, cũng chẳng phải chuyện xấu. Không phải thành công, cũng chẳng phải thất bại. Nó chỉ là một sự thật mà thôi. Có người cho rằng không kết hôn là điều đáng tự hào, nhưng có người lại cho rằng đó là thiếu sót và tự cảm thấy mình thua kém. Chưa kết hôn khi đã ngoài 40 không phải điều gì tệ hại hết, chỉ vì suy nghĩ của bản thân nên ta mới thảm hại thôi. Ly hôn, kết hôn
không thể kết hôn, trượt hay đỗ trong một kỳ thi, tất cả đều là những sự việc tồn tại bên ngoài. Niềm vui, nỗi buồn, thảm hại hay đàng hoàng đều chỉ do chúng ta tự gán mà thôi. Chúng ta khổ không phải là vì người khác, mà là vì những suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân. Khi tự cho là mình thảm hại, ta sẽ thấy nặng nề và tự ti khi gặp gỡ người khác. Vì vậy, đừng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, mà hãy có một tâm thế sống thật thoải mái. Có một người đàn ông dù đã 42 tuổi nhưng vẫn chưa một lần thực sự hẹn hò. Tại sao bạn lại chẳng thể hẹn hò? Nếu thích ai đó thì chỉ cần nói rằng anh thích em là được. Nhưng vì không dám tỏ tình nên bạn mới chẳng thể hẹn hò. Đừng vì sợ đối phương từ chối mà không dám mở lời. Nếu bị từ chối, bạn chỉ cần chấp nhận là được thôi mà. Còn nếu không dám mở lời, biết đâu bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội được nghe câu em cũng thích anh mà mình hằng mong muốn. Nếu đối phương nói không thích, bạn chỉ cần đáp anh biết rồi, sau đó tìm gặp người khác mà mình thích và tiếp tục mạnh dạn tỏ tình. Anh thích em. Không cần phải cảm thấy tổn thương khi bị từ chối, vì thích hay không thích là quyền tự do của mỗi người. Đừng lo lắng bị từ chối nhiều lần, bạn sẽ được miễn dịch thôi. Kiên trì đến khi người cũng thích mình xuất hiện, bạn có thể hẹn hò cùng cô ấy. Vậy trong trường hợp bạn vẫn còn thích người ta dù đã bị từ chối thì phải làm thế nào? Khi ấy bạn cần lên kế hoạch hành động. Nếu muốn đối phương từ không thích chuyển sang thích mình, bạn cần bỏ ra nỗ lực và sự quan tâm phi thường. Trong quá trình miệt mài cố gắng, bạn sẽ học được những kỹ năng cần thiết cho việc hẹn hò, từ ấy có đủ năng lực để tiếp cận đối phương. Nếu giờ chưa thể thực sự hẹn hò, bắt đầu từ lúc này, hãy đặt kế hoạch thử làm quen vài người trong một năm. Một mối quan hệ sâu sắc có thể khiến bạn cảm thấy áp lực, nên hãy bắt đầu với việc làm quen đơn giản. Lúc này, không nên đặt quá nhiều điều kiện, thì bạn mới có thể gặp gỡ được người tốt. Nếu không quá quan tâm đến lịch sử hôn nhân và độ tuổi, thì đối tượng bạn gặp có thể sẽ phong phú hơn nhiều. Đừng lựa chọn theo điều kiện, hãy mở rộng trái tim, bạn sẽ dễ tìm thấy những mối nhân duyên tốt đẹp. Gần đây, nhiều phụ nữ kết hôn muộn vì tham gia vào hoạt động xã hội. Khi mải mê với công việc, họ không quá quan tâm đến chuyện kết hôn. Nhưng khi bắt đầu có tuổi, họ lại băn khoăn về chuyện này. Một người phụ nữ đã 58 tuổi, dường như vì cô đơn nên gần đây cô hay ăn uống vô độ. Cô ấy hỏi tôi xem liệu kết hôn bây giờ có ổn không. Kết hôn không phải là việc cần tới độ tuổi thích hợp. Dù đã 58 tuổi, nếu cảm thấy cô đơn thì bạn vẫn hoàn toàn có thể kết hôn. Thế nhưng lúc này, để hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân lại hơi khó một chút. Vì đã quá quen với chuyện sống một mình, bạn sẽ không dễ để thích nghi với cuộc sống cùng một người khác. Trước khi kết hôn, bạn có thể sống theo ý mình, nhưng nếu đã kết hôn, bạn phải sống sao cho hài hòa với đối phương. Kết hôn chưa chắc đã xoa dịu được nỗi cô đơn, nhưng khi sống cùng nhau thì nhất định sẽ nảy sinh những điều không vừa ý. Nếu xét về mặt ấy, tôi không khuyên bạn nên kết hôn. Hãy chỉ kết hôn khi bạn thực sự muốn. Ngay cả khi kết hôn, sống cùng nhau 3 ngày rồi chia tay, nhưng đã thử rồi thì bạn sẽ không còn thấy luyến tiếc việc kết hôn nữa. Còn nếu chưa thử thì chắc chắn bạn sẽ không dứt bỏ được nỗi vương vấn ám ảnh ấy. Vì vậy, bạn cũng có thể thử kết hôn một lần theo mong muốn của mình. Có thể bạn sẽ hỏi, tại sao thầy lại coi nhẹ chuyện kết hôn như vậy? Nếu kết hôn trước tuổi 40 thì có thể sẽ có con. Như vậy, khi kết hôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu trách nhiệm thêm 20 năm nữa. Nhưng nếu kết hôn khi đã ngoài 50 thì sẽ hiếm ai lại sinh con. Vì thế, nếu còn vương vấn với chuyện kết hôn thì hãy thử một lần. Không hợp nhau thì chia tay là được. Bạn có thể vứt bỏ sự vương vấn thông qua tu hành, nhưng trực tiếp trải nghiệm rồi vứt bỏ nỗi vương vấn cũng là một cách tốt. Hơn nữa,
Kết hôn cũng không phải là giải pháp duy nhất để giải tỏa nỗi cô đơn. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể vượt qua được nỗi cô đơn bằng cách sống cùng trong một cộng đồng giống như gia đình, cùng ăn cơm, cùng làm việc, ngay cả khi sống khác nhà. Nhưng nếu sau khi tan làm, cùng nhau làm hoạt động tình nguyện đến 10, 11 giờ tối mới trở về, cũng là một lối sống tuyệt vời. Thực ra, nếu ngay từ đầu đã cảm thấy khó khăn với cuộc sống sinh hoạt cộng đồng, thì bạn cũng sẽ khó mà có được cuộc sống hôn nhân êm thuận. Vì cô đơn mà bạn kết hôn, nhưng kết hôn xong lại sẽ nảy sinh vấn đề là bạn cảm thấy không tìm được thời gian cho bản thân. Điều này không phải do sống chung cùng người khác, mà chỉ là phản ứng tất yếu khi bạn đã quá quen với việc sống một mình. Vì thế, trước khi kết hôn, hãy sống thử cùng nhau và học cách tự điều chỉnh lại bản thân. Đây không phải vấn đề đúng hay sai, mà là phù hợp hay không. Dù kết hôn hay không, bạn cũng sẽ phải đối diện với những vấn đề khác nhau. Điều quan trọng là không cảm thấy hối hận. Vì thế, hãy thử sống một mình và thử sống cùng người khác, rồi tự mình đưa ra quyết định. Kết hôn không phải tấm vé đảm bảo hạnh phúc. Thật đúng đắn vì đã kết hôn, nếu sống độc thân thì không biết cuộc đời mình sẽ ra sao. Có bao giờ bạn nghĩ như vậy không? Hay bạn thường nghĩ như thế này nhiều hơn? Sao mình lại kết hôn nhỉ? Sống một mình có khi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhiều người nói rằng cuộc sống hôn nhân của họ rất mệt mỏi. Như vậy, đáng ra họ phải tỉnh mộng và buông bỏ ám ảnh về chuyện kết hôn. Nhưng khi con cái lớn lên, họ lại khổ sở về chuyện con cái không chịu kết hôn. Tôi có hai đứa con gái, giờ đã hơn 30 rồi mà vẫn chưa kết hôn. Hai đứa nó cũng không nói là sẽ ở vậy. Nhưng lần nào đi xem mặt cũng bất thành vì người ta viện lý do nhà có hai cô con gái. Tôi thấy rất có lỗi với chúng và thực ra cũng lo lắng nữa vì chúng nó càng ngày càng nhiều tuổi. Nếu bố mẹ chung sống hòa thuận với nhau, con cái cũng sẽ ghen tị mà muốn kết hôn sớm. Nhưng nếu cuộc hôn nhân của bố mẹ không yên ả, thì chúng sẽ nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn. Vì thế, dù không nói thẳng ra là mình sẽ không kết hôn, nhưng một cách vô thức, chúng sẽ chẳng có hứng thú gì với chuyện hôn nhân. Dẫu có hẹn hò, chúng cũng vẫn sẽ ngập ngừng trước hôn nhân hoặc luôn ở trạng thái phòng bị. Hễ có người tiến tới thì lại theo bản năng lùi về sau. Nếu lúc này bố mẹ cứ bắt kết hôn cho bằng được thì cuộc sống hôn nhân của con cái sau này nhiều khả năng sẽ trở thành bản sao của bố mẹ mình. Như vậy các con sẽ chỉ oán hận bố mẹ mà thôi. Thế nên cách tốt nhất là ủng hộ, dù con cái có muốn kết hôn hay không. Như vậy chuyện kết hôn của con cái đâu còn là nỗi lo lắng của bố mẹ nữa. Hơn nữa, hơn 30 chưa thể coi là đã già. Trong hội chúng tôi cũng có rất nhiều người đã 40, 50 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Chỉ cần nghĩ rằng kết hôn chẳng bao giờ là muộn thì lúc nào cũng có thể sống hạnh phúc. Khi con cái không kết hôn hoặc xuất gia đi tu, các bậc phụ huynh đều lo lắng như thế này. Lúc còn trẻ, còn khỏe thì không sao, nhưng sau này già rồi ốm đau, bệnh tật thì lấy ai lo cho? Nhưng bây giờ, phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi đã tốt hơn trước rất nhiều. Có sống một mình cũng chẳng gặp phải nhiều vấn đề. Hơn nữa, các nhà sư dù sống một mình, nhưng đến khi qua đời, họ vẫn sẽ được người khác lo cho chuyện ma chay, thậm chí là còn tốt hơn nhiều so với con cái làm ở nhà. Không phải cứ có mối quan hệ đặc biệt với một người nào đó thì nhất định là chuyện tốt. Khi quan hệ trở nên đặc biệt, hai bên sẽ trông đợi ở nhau nhiều hơn, lắm khi còn vì thế mà trở thành kẻ thù của nhau. Chúng ta không thể trở thành kẻ thù với người xa lạ. Thông thường, ta trở thành kẻ thù với vợ chồng, bố mẹ hay anh em trong nhà. Làm kẻ thù với người xa lạ là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Vợ chồng trở thành kẻ thù thì sẽ chẳng gọi cho nhau lấy một cuộc điện thoại. Bố mẹ với con cái có thể sẽ không đến thăm nom nhau
chỉ vì vấn đề tài sản. Anh em trong nhà cũng có thể chẳng thèm nhìn mặt nhau vì tranh chấp trong chuyện thừa kế. Vì thân thiết nên mới nảy sinh những kỳ vọng. Nếu kỳ vọng không đáp ứng thì sẽ trở thành kẻ thù. Vì vậy, tại sao cứ phải kết hôn hay thiết lập mối quan hệ đặc biệt với một ai đó? Đâu phải cứ kết hôn thì mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết. Nhưng bố mẹ lại luôn tự an ủi bản thân rằng lo xong chuyện kết hôn cho nó thì coi như mình cũng hoàn thành nghĩa vụ. Nhưng điều quan trọng nhất là hạnh phúc của con cái họ cơ mà. Sống một mình hay với người khác, sinh con hay không sinh con, tất cả đâu phải là vấn đề. Chỉ cần sống hạnh phúc chẳng phải đã quá đủ rồi hay sao? Khi đi xem mắt mà đối phương nói không thích vì nhà có hai con gái thì thực ra đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng tại sao người ta lại dùng cái cớ ấy? Vì khi đi xem mắt, họ muốn gặp được những người có điều kiện tốt hơn. So với con gái của bà, con trai nhà người ta có điều kiện tốt hơn nên mới thấy con bà không vừa mắt. Vì thế, nhà anh ta mới viện cớ cô là người tốt, nhưng nhà có hai con gái thì không ổn lắm. Người mẹ này luôn muốn tìm cho con gái một đối tượng kết hôn tốt, dù không ngừng than thở: tôi chỉ muốn tìm một người để con gái tôi có thể sống thoải mái mà cũng không được. Nhưng thật ra khi gặp ai, bà cũng cân nhắc, so sánh hết mặt này đến mặt kia. Đầu tiên phải là người có thân thể khỏe mạnh, không được quá nhiều tuổi, phải cao ráo, không được quá thấp. Dù không cần đẹp trai như diễn viên nổi tiếng, nhưng ngoại hình không được thua kém ai. Phải tốt nghiệp đại học, phải có nghề nghiệp đàng hoàng, ổn định. Dẫu bản thân cho rằng mình chẳng tính toán nhiều, nhưng thực ra bà lại đang cân nhắc rất chi li. Khi mệt mỏi vì không thể giải quyết chuyện kết hôn cho con cái, bà nên quay lại tự hỏi bản thân: cuộc sống hôn nhân của mình có hạnh phúc không? Nếu câu trả lời là không, thì trước tiên bà nên tự xem xét lại, vì bản thân đã không sống hạnh phúc khiến con cái có cái nhìn tiêu cực về chuyện kết hôn. Nếu con cái không muốn kết hôn thì cha mẹ cũng nên buông bỏ mong đợi của mình và để chúng sống theo ý muốn của bản thân. Bản thân mình kết hôn không hạnh phúc thì ép buộc con cái kết hôn để làm gì? Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe trích đọc trong cuốn sách Làm sao học hết được nhân sinh. Nếu bạn thấy hứng thú và muốn đọc thêm, bạn có thể tìm mua sách tại các hiệu sách của Nhã Nam hoặc đặt mua trên Tiki, Shopee và Xá nhé. Nếu bạn muốn Nhã Nam trích đọc cuốn nào trong số tiếp theo, hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và kiên nhẫn lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.